Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Huỳnh Nguyễn nha. Hôm nay thì mình sẽ review chia sẻ cho mọi người hàng thật, hàng giả cái serum OZ Filter Aqua. Cái loại này là serum cấp ẩm nha, của Hàn Quốc mọi người cũng đang rất là hot luôn. Và cái loại này, serum này là mình bán cũng rất là chạy và mình thấy có hàng giả nên là lên clip mình review cho mọi người nha. Hàng thật là bên tay phải đó mọi người. Đây là cái chai hàng thật nha mọi người. Hiện tại thì công ty mới ra lô mới là có tem bộ công an nè mọi người. Rồi tem chống hàng giả đồ ha mọi người ha. Ở đây gồm có tem 7 màu nữa là mọi người. Ha, là hàng thật hôm nay là ra vậy thì mọi người sẽ dễ phân biệt hơn. Ha, cái lô mới thì mới có vậy nha mọi người. Đó. Còn hàng giả đây là mọi người, hàng giả nè. Thì hàng giả nhìn nó nếu mà nhìn mọi người nhiều người không biết là có thể là mua lầm luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ so sánh nè ha. Thì chai hàng hàng thật thì nhìn nó sạch sẽ, nó mới mẻ hơn. Hàng giả nhìn thấy ghê, bụi bặm đồ này kia nè mọi người ha. Và hàng giả mà nó vẫn có tem 7 màu nha mọi người. Nhưng mà hàng tem 7 màu hàng giả thì nó sẽ nhỏ hơn. Còn hàng thật thì cái tem 7 màu người ta bự như thế này nha mọi người ha. Nó bự như thế này là hàng thật này nha. Cái chai serum hàng thật thì nó sẽ là nó in nó hơi nhạt hơn, còn hàng giả thì in nó sẽ chai serum nó sẽ hơi đậm hơn nha mọi người nha. À, cái logo này nè, hàng 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 giả nó in đậm đen lên nè mọi người, đậm hơn cái hàng thật ha. Hàng thật có mọi người thì nó sẽ không có cái dòng này, mình không biết tiếng 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 Hàn nhưng mà nó sẽ hàng giả nó sẽ in thêm cái dòng này, còn hàng thật là không có nha. Bên đây thì mọi người thấy in y xì nhau luôn. Tuy nhiên là hàng thật thì nét chữ nó sẽ rõ ràng hơn ha mọi người. Nét chữ sẽ rõ ràng hơn cho nên tuy nhiên là nó không có đáng kể nên là mọi người cũng sẽ rất là khó là phân biệt. Đấy, sản phẩm cũng y xì nhau luôn. Rồi bây giờ thì khui bên trong nha mọi người. Chai này là chai hàng thật và chai này là mình đang sử dụng nè. Sử dụng gần hết một chai luôn mọi người, còn có tí xíu ở dưới mọi người thấy không? Còn ở dưới đáy chai một tí xíu thôi. À, còn hàng giả nè mọi người, hàng giả là mọi người thấy tinh vi ghê không, nhìn y xì luôn, không khác cái gì luôn trời đó mọi người. Vòi sản phẩm hai cái cũng khác nhau, hàng thật nè, hàng giả mọi người, hàng giả cái đầu vòi nó sẽ đậm hơn, còn ở dưới đáy chai nè, đáy chai thì hàng giả nó sẽ là một cái hình tròn lõm vô bên trong cái hình tròn, còn hàng 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 thật thì nó sẽ như vậy thôi, nó sẽ không bị lõm nha. Hàng thật nó sẽ có in hạn sử dụng, ngày sử dụng, hạn sử xuất ở dưới đây nè, có in nè mọi người, còn hàng giả là không có nha. Rồi bây giờ thì test cái chất bên trong, mình sẽ để hàng thật trước mọi người. Cái chất nó là cái chất màu trắng trong nè nên là rất là dễ bị phay luôn á, bị phách luôn á nè, thấy chưa. Nhưng mà mọi người ơi, chất hàng hàng thật là màu trắng trong, nó giống như là nước vậy mọi người, thẩm thấu rất là nhanh. Còn hàng hàng giả nó có phần hơi sệt sệt nè mọi người, hàng giả là phần hơi sệt một chút nha, tán ra nó mới là thành nước, còn hàng hàng thật là người ta là trắng trong và nó hơi loãng luôn mọi người, trắng trong và rất là loãng luôn nè, nó không có sệt sệt, có độ sệt. Còn hàng giả là nó hơi có độ sệt nhẹ nha mọi người, hàng giả là có độ sệt nhẹ luôn nha mọi người nè. Nói chung là hai cái này giống nhau quá, giống tới 99% luôn, cho nên là mọi người ơi bây giờ lựa chọn những nơi uy tín chất lượng mà mua nha mọi người, đừng có mua những cái chỗ tào lao rồi tiền mất tật mang nữa nha mọi người. Video hôm nay mình xin kết thúc ở đây, mọi người thấy hay nhớ like đăng ký kênh của mình nha, thế mà mọi người.